Xuân và Nguyễn Thế Anh. Đô vật Mẫn Bá Xuân trang phục màu xanh đai xanh và Thế Anh trang phục màu đen đai đỏ. Đô vật Mẫn Bá Xuân hiện nay em đang là trung tá huấn luyện viên của đội tuyển vật câu lạc bộ thể dục thể thao quân đội và đại úy Nguyễn Thế Anh. Anh có thành tích 17 năm liền vô địch quốc gia, 3 lần vô địch SEA Games. Đây là chương trình vật biểu diễn, vật kỹ thuật ở hình thức vật tự do. Xin mời trọng tài Phạm Quang Sơn. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô vật chuẩn bị. Nghe trọng tài trống, xê đài. Trung tá Mẫn Bá Xuân, 10 năm vô địch quốc gia, 5 lần vô địch SEA Games, huy chương đồng giải châu Á. Trong mạng xã hội người ta khen ngợi Mẫn Bá Xuân là quái kiệt của làng vật. Hai tiền tướng quốc gia chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Một điểm cho Mẫn Bá Xuân. Hai điểm cho đồ xanh. Hai điểm tiếp tục cho đồ xanh. Trọng tài dừng trận đấu. Số điểm đang 5-0 nghiêng về Mẫn Bá Xuân trong vùng màu xanh đai xanh. Bay qua đầu 3 điểm. Tiếp biết tính điểm. Bay qua đầu 2 điểm. Cho đô xanh trong tay trường đồng. Hiệu số điểm là 7-2. Một điểm cho đỏ. Điểm thuộc về đô xanh. Số điểm đang là 9-3 nghiêng về đô xanh Mẫn Bá Xuân. Đang châu chấu đá voi đấy. Điểm cho đô đỏ. Hai điểm cho đô đỏ. Hiệu số điểm đang là 9-7 nghiêng về, vẫn đang nghiêng về đô xanh quân bắc Mẫn Bá Xuân. Một điểm cho đô xanh. Ba điểm cho đô xanh. Ba điểm cho đô đỏ. Hết giờ, ngoài hai đô tạm nghỉ. 1 phút thi đấu hiệp 2, 2 phút.